Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, cô là Thùy Dương, giáo viên của học 247. Hôm nay chúng ta sẽ làm các cái bài tập phần luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt nhé. Bài tập số 1. Điền công thức hóa học của các của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau. Mình có 4 phương trình là A, B, C và D. Vậy thì các phương trình phản ứng lần lượt viết như sau. Kép ra đây phương trình A, sắt mà đem cộng với lại axit sulfuric đặc. Khi mà kim loại mà cộng với axit đặc á, sẽ nâng cái mức hóa trị của kim loại đó về cái mức cao nhất. Mà ở trường hợp này người ta sử dụng ở đây là kim loại sắt, thì sắt sẽ phải đưa về hóa trị 3. Vậy thì chúng ta viết được mối là Fe2, SO4 tất cả 3 lần. Sản phẩm khử là SO2 và nước. Rồi. Phương trình B cũng là kim loại cộng với axit đặc, ở đây kim loại là sắt, như vậy sắt có hóa trị 2, hóa trị 3, vậy mình đưa nó về hóa trị cao nhất là hóa trị 3. Mình viết được công thức là muối FeNO3 tất cả 3 lần. Ở đây sản phẩm khử là NO2 và ta cộng thêm sản phẩm nữa là nước. Fe mà cộng HNO3 loãng, em thấy ở đây tuy là kim loại cộng với lại axit loãng nhưng mà nó cũng đưa cái mức hóa trị của sắt về sắt 3, chỉ là cái số oxy hóa của sản phẩm khử nó thấp hơn so với khi mà mình cộng với HNO3 đặc, vì HNO3 nó là một axit rất là mạnh. Đây em thấy nếu mà sắt tác dụng với lại HNO3 đặc á, thì từ nitơ dương 5 chuyển về nitơ dương 4, đúng không? Còn ở đây khi mà mình cho sắt cộng với lại axit HNO3 loãng từ nitơ dương 5, kem chuyển đây là nitơ dương 2, đúng không nào? Cộng với nước. Rồi, cái phản ứng tiếp theo FeS2 cộng với HNO3 cộng H2SO4 tạo được, đây người ta cho hai sản phẩm rồi, là Fe2SO4 tất cả 3 lần chưa? Cộng với lại NO cộng với nước. Chúng ta sang bài tập số 2. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 mẫu hợp kim sau: mẫu nhôm và sắt, nhôm và đồng, đồng và sắt. Mình có 3 mẫu hợp kim. Khi mà làm bài tập về phân biệt, các em nên trích dẫn lấy mỗi mẫu kim loại một lượng nhỏ hơn để chúng ta tiến hành thí nghiệm thôi. Còn lại sau khi mà chúng ta đã phân biệt được rồi, chúng ta còn sử dụng sau này, đúng không nào? Như vậy bước đầu tiên mình sẽ lấy mỗi mẫu kim loại một cái mẫu hợp kim nhé. Cô xin lỗi nhé. Đây các em ghi là hợp kim. Cho vào trong dung dịch NaOH. Thì cái dung dịch mà không có sủi bọt chính là mẫu CuFe, là đồng và sắt. Bởi vì sao? Các em nhìn vào hợp kim này, nhôm sắt, nhôm đồng và đồng sắt, thì ở trong hai cái hợp kim trên chính là nhôm sắt và nhôm đồng á, thì có chứa kim loại nhôm, mà kim loại nhôm có phản ứng với dung dịch NaOH có sủi bọt khí hydro nha. Như vậy thì hai cái mẫu này sẽ có sủi bọt khí. Như vậy chúng ta sẽ nhận biết bằng cái mẫu mà không sủi bọt á, chúng ta sẽ tìm cái nó riêng biệt hơn. Còn không có hiện tượng chúng ta cũng nhận biết được nha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhận biết được cái mẫu CuFe bằng cách là cho vào dung dịch NaOH thì thấy không sủi bọt, không sủi bọt khí. Bây giờ còn hai mẫu còn lại thì chúng ta biết nó chính là mẫu nhôm sắt và nhôm đồng. Vậy thì chúng ta cho hỗn hợp hai mẫu này vào trong dung dịch axit HCl thì mẫu nào tan hết chính là nhôm sắt. Còn cái mẫu nào mà tan một phần thì là nhôm đồng. Bởi vì sao? Trong thành phần của hợp kim nhôm sắt thì bao gồm có hai kim loại nhôm và sắt. Cả nhôm và sắt đều là những kim loại hoạt động tốt, cho nên nó có phản ứng cộng với lại HCl. Còn nhôm và đồng thì đồng không phản ứng với HCl, do đó nó còn lại. Chỉ có nhôm tác dụng với lại HCl thôi. Thì ở trong hai mẫu hợp kim này sẽ có một mẫu là hòa tan hoàn toàn nếu mà chúng ta xúc vào cái dung dịch HCl dương. Còn lại cái mà nó không tan hết đó, chính là mẫu
hợp kim, nhôm đồng. Các phương trình hóa học cô viết như sau. Đầu tiên chính là phản ứng của nhôm với lại NaOH cộng với nước tạo được muối natri aluminat NaAlOH tất cả 4 lần cộng với H2, và cái này chính là cái khí không màu, sự bón lúc mà mình xem hiện tượng đó. Phản ứng của Fe với HCl tạo được FeCl2 cộng H2, vì HCl là axit thông thường thôi nên là nó đưa sắt về hóa trị 2 FeCl2. Nhôm mà cộng với HCl tạo được AlCl3 cộng cộng H2. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một hỗn hợp gồm có nhôm nè, sắt, đồng. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng. Bây giờ đề bài cho mình chắc chắn là trong hỗn hợp này bao gồm 3 kim loại là nhôm, sắt và đồng. Bây giờ chúng ta cần tách riêng từng kim loại này ra khỏi cái hỗn hợp đó. Chúng ta làm như sau. Các em thấy ở trong thành phần của hỗn hợp có chứa nhôm, mà nhôm có một cái đặc trưng đó là gì? Có khả năng tác dụng với NaOH, trong khi đó sắt và đồng thì không. Do đó bây giờ chúng ta bước đầu tiên sẽ cho cái hỗn hợp này vào trong dung dịch NaOH dư. Thì chúng ta sẽ thu được hai phần. Phần thứ nhất chính là chúng ta thu được cái muối natri aluminat NaAlO2 và NaOH dư. Chúng ta phải sục dư để chúng ta đảm bảo là nhôm đã hòa tan hoàn toàn trong NaOH hơn. Và có một phần chất rắn, đó chính là đồng và sắt. Bởi vì đồng và sắt không có phản ứng với NaOH. Vậy cô viết được phương trình của nhôm này cộng với NaOH cộng với H2O tạo được NaAlO2 cộng 3/2 hydro. Vậy bây giờ cô tiếp tục bước thứ hai. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần dung dịch á, phần dung dịch chính là cái phần chứa NaAlO2 và NaOH dư á. Cô đem dẫn khí CO2 vào để chúng ta thu được cái kết tủa AlOH 3 lần. Và lọc cái tủa này đem nung ngoài không khí đến khối lượng không độ, chúng ta sẽ thu được cái oxit của nhôm Al2O3. Và để thu được nhôm từ oxit của nó thì chúng ta điện khăn nóng chảy. Vậy tất cả các cái phương trình cô đã liệt kê ở đây. Khi mà kem sục khí CO2 vào trong cái dung dịch này chứa NaAlO2 thì xảy ra phương trình NaAlO2 cộng CO2 cộng nước tạo được NaHCO3 cộng với AlOH 3 lần kết tủa, và đây là kết tủa trắng lắng xuống. Còn lại cái khí CO2 dư á, nó sẽ phản ứng cho hết luôn cái lượng NaOH dư này, và tùy theo tỷ lệ nó sẽ tạo được muối trung hòa hoặc là muối axit hoặc là cả hai muối. Cái đó mình không quan tâm bởi vì nó nằm ở trong dung dịch, nó không có liên quan gì tới cái phần chúng ta quan tâm. Đó là chúng ta chỉ để ý đến cái tủa hydroxit AlOH 3 lần thôi, ta thu được lượng này là xong. Đem nung đến khối lượng không độ thì chúng ta có phương trình AlOH 3 lần nhiệt độ này, thêm cái cô tính nhiệt độ nhé, ta được Al2O3 cộng với H2O. Và đem lượng này điện phân nóng chảy thì chúng ta thu được nhôm. Như vậy là chúng ta bước sau bước thứ hai, chúng ta đã tách được cái kim loại nhôm ra khỏi hỗn hợp rồi đó. Bây giờ cái phần chất rắn chính là cái phần này, phần chất rắn là đồng và sắt. Vậy chúng ta đem hòa tan trong HCl dư. Vì sao cô chọn là HCl? Bởi vì đồng và sắt một kim loại hoạt động mình, một kim loại hoạt động yếu. Cho nên là mình chọn HCl thì một chất sẽ phản ứng được, một chất không. Vậy thì chúng ta sẽ thu được cái chất mà không có phản ứng đó, chính là đồng. Đây, đồng không phản ứng thì chúng ta sẽ thu được như thế nào? Còn sắt thì sẽ phản ứng với HCl tạo được FeCl2 cộng H2. Và lúc này chúng ta muốn thu lại được sắt đó, thì chúng ta phải đem điện phân cái dung dịch muối clorua của sắt. Chúng ta sẽ thu được sắt cộng với lại cái Cl2. Bài tập số 4.
cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2S4 loãng thu được 560ml một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch COSO4 thì thu được chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng và khối lượng chất rắn đã thu được. Đầu tiên mình sẽ viết được hai phương trình hóa học, đúng không nào? Đây, tác dụng với dung dịch H2S4 loãng này, rồi cùng một lượng, cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên và tác dụng với dung dịch COSO4. Vậy cô sẽ viết được hai phương trình hóa học là Fe cộng H2S4 tạo được FeS4 cộng H2. Fe cộng COSO4 này nó đẩy đồng ra khỏi muối, như vậy thu được FeS4 cộng CO. Cô ký hiệu phương trình này là 1, phương trình này là 2. Vậy thì từ phương trình số 1 mình suy ra được điều gì? Từ phương trình số 1 thì cô kết luận được là số mol của sắt sinh ra từ cái phản ứng số 1, tức là phản ứng của Fe với lại H2S4 loãng đó, sẽ bằng số mol của H2. Đúng chưa nào? Ở đây hệ số phản ứng là 1111 mà, đúng không? Mà số mol H2 đề bài cho chưa? Cho rồi. Cho ở dạng thể tích. Vậy thì từ thể tích cô đổi về số mol bằng công thức N bằng V chia 22,4. Ở đây đơn vị đang dùng là ml thì cô đổi về lít là 0,56, lấy 560 chia cho 1000 đấy các em. Rồi, vậy thì số mol H2 sẽ bằng số mol bằng số mol của sắt ở phản ứng 1 và bằng 0,56 chia 22,4 bằng 0,025 mol. Bây giờ từ phương trình số 2 thì mình có được là số mol của đồng sinh ra từ cái phương trình số 2 nó sẽ bằng số mol của sắt phản ứng ở phương trình số 2, đúng không nào? Vì hệ số phản ứng là 1111. Mà ở đây người ta nói gì? Với một lượng gấp đôi bột sắt nói trên, như vậy thì số mol sắt phản ứng ở phương trình số 2 nó phải bằng 2 lần số mol của sắt đem phản ứng ở phản ứng số 1. Mà số mol của sắt ở phản ứng số 1 chúng ta đã tính được là 0,025, đúng không? Vậy thì số mol của sắt phản ứng ở phản ứng số 2 nó sẽ là 2 nhân với 0,025 bằng 0,05 mol. Vậy bây giờ chúng ta dễ dàng tính được khối lượng sắt đã dùng. M sắt bằng số mol sắt nhân cho M lớn. Số mol của sắt thì mình phải cộng cả hai phương trình lại, đúng không? Là 0,025 cộng với 0,05 và nhân với M lớn của sắt là 56. Kết quả chúng ta thu được 4,2 gam. Còn khối lượng chất rắn, cái khối lượng chất rắn chính là khối lượng của đồng. Đồng do cái phương trình số 2 sinh ra. Thì sẽ bằng số mol của đồng nhân với M lớn. Số mol của đồng chính bằng gì? Số mol của sắt ở phản ứng số 2. Vậy thì cô sẽ lấy số mol này là 0,05 nhân với M lớn của đồng là 64. Và chúng ta có được khối lượng là 3,2 gam. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 5. Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2S4 0,2M. Khối lượng muối thu được là, mình có 4 đáp án A, B, C, D. Vậy thì bài này cũng tương tự như cái bài gần đây thôi, cô không nhớ lắm. Các em thấy ở đây là có ba chất là MgO, CuO, FeO, đúng không? Tác dụng với dịch H2S4. Vậy thì nếu các em giải theo cách bình thường là các em viết phương trình thì chúng ta sẽ viết được ba phương trình phản ứng, đúng không? Mà dữ kiện đề bài mình cho chỉ có cho có đúng hai dữ kiện thôi. Đó là 2,3 gam hỗn hợp và 100ml dung dịch H2S4 0,2M. Vậy thì cô giả dụ cô đặt ở đây là X, Y, Z, đúng không? Ba phương trình mà chỉ có hai dữ kiện thôi thì không giải được. Vậy bài này chúng ta phải dựa vào các cái định luật bảo tàng. Các em xét cho cô sơ đồ phản ứng hỗn hợp gồm có MgO, FeO, CuO. Thì khi nó phản ứng với lại H2S4 á, thì chúng ta sẽ thu được một cái hỗn hợp muối. Và hỗn hợp muối này sẽ bao gồm MgS4, Fe2S4 tất cả 3 lần, COS4 và nước. Được chưa? Vậy thì theo như sơ đồ trên, các em sẽ thấy là số mol của oxy trong oxit
chính bằng số mol của SO42 trừ có trong muối đó. Đây, các em thấy này, oxy bỏ ra bên ngoài và chúng ta có được gốc SO4 ở bên trong, đúng chưa? O là O2 trừ, SO42 trừ, như vậy hai cái này nó sẽ bằng nhau. Và số mol của SO42 trừ nó sẽ bằng số mol ở đây, đúng chưa? Các em biết phương trình phân ly H2SO4 là sẽ phân ly được 2H cộng cộng SO42 trừ. Như vậy số mol của SO42 trừ sẽ bằng luôn số mol của H2SO4. Mà số mol của H2SO4 nó dựa vào cái công thức CM bằng N trên V. CM bằng N trên V. Thì chúng ta rút ra được giá trị N bằng CM nhân V, đúng không? Mà CM ở đây là 0,2, V ở đây là 0,1. Cô đổi về lít, 100ml đổi về lít là 0,1. 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02 mol. Vậy cô có được số mol oxy trong oxit bằng số mol của SO42 trừ trong muối và bằng 0,02 mol. Có số mol cô đổi về khối lượng thì cô nhân với M lớn thôi. Thì cô sẽ lấy giá trị 0,02 nhân với 16 bằng 0,32 gram, chính là khối lượng của oxy trong oxit. Lúc này thì chúng ta sẽ bảo toàn thành phần, bởi vì oxit thì nó bao gồm hai thành phần, đó là kim loại và oxy. Và bây giờ mình có M hỗn hợp rồi, mình có M oxy rồi, vậy cô muốn tìm được khối lượng kim loại, cô sẽ lấy khối lượng hỗn hợp, cô trừ đi cái thành phần cấu thành á, chính là khối lượng oxy, là cô sẽ lấy 2,3 trừ đi khối lượng oxy là 0,32 và được khối lượng kim loại là 1,98 gram. Và bây giờ chúng ta cũng áp dụng cái định luật bảo toàn thành phần đó vào muối. Muối thì bao gồm thành phần gồm có kim loại và cái gốc tạo muối, gốc SO42 trừ. Vậy thì khối lượng kim loại đã tính được rồi là 1,98. Còn khối lượng của gốc SO42 trừ thì chúng ta lấy số mol này nhân với M lớn thôi, thì là 0,02 nhân M lớn của SO42 trừ là 96. Và chúng ta có khối lượng muối là 3,9 gram. Chọn được đáp án là đáp án D. Rồi để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm bài tập số 6. Đây là bài tập liên quan đến các hạt cơ bản. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron và electron là 82. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X sẽ là A sắt, B brom, C phosphor và D chrome. Ở bài tập này thì các em nào mà học tốt cái phần chương nguyên tử lớp hóa học lớp 10 á, các em sẽ cần bấm máy tính thôi, không cần viết thêm một cái gì hết, các em cũng tìm ra được đáp án. Và cụ thể thì cô sẽ giải lại như sau. Các em biết tổng số hạt proton, neutron và electron là 82, như vậy cô có P cộng E cộng N bằng 82. P là chỉ hiệu proton này, E là electron, N là neutron là 82. Mà các em biết là trong cái nguyên tử nó có sự cân bằng điện tích, do đó số proton nó phải bằng số electron. Mà khi P đã bằng E rồi thì chúng ta dễ dàng rút cái phương trình ba ẩn này về hai ẩn thôi, và cô thường hay rút về số proton, bởi vì electron thì còn cho nhận nhưng proton thì nó luôn ở trong đó, nên là cô vẫn hay quy về proton hơn. Vậy thì cô có P cộng E cộng N bằng 82 mà P bằng E, vậy thì hai cái này sẽ là 2P. Và cô có phương trình đầu tiên 2P cộng N bằng 82. Hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện. Các em biết hạt mang điện nó không nói là điện âm hay điện dương, như vậy chúng ta phải gộp cả hai, chính là proton mang điện dương còn electron mang điện âm. Và cái hạt không mang điện đó chính là hạt neutron. Và sự chênh lệch này bằng 22, vậy cô có 2P trừ N bằng 22. Và đây cô có phương trình thứ hai. Chuẩn ra thì phải ghi là P cộng E trừ N bằng 22, rồi vì P bằng E nên suy ra 2P trừ N bằng 22. Như vậy, bây giờ cô hệ thống được cái hệ phương trình như sau. 2P cộng N bằng 82, 2P trừ N bằng 22. Và các em bấm máy tính cho cô P bằng E bằng 26, N bằng 30 nhé. Ở bài này thì các em cũng không cần bấm máy tính lắm đâu. Các em thấy ở đây 2P, đúng chưa? Vậy mình cứ lấy phương trình trên trừ đi phương trình dưới, đúng không? Cô đặt cái dấu trừ ở đây. 2P trừ 2P là hết, thì N trừ cho trừ N là 2N, thì sẽ bằng 82 trừ cho 22, đúng chưa?
Vậy thì giá trị n sẽ bằng 30, đúng không? Không cần phải bấm máy tính nhiều đâu. Vậy thì chúng ta có số proton bằng 26 thì chúng ta đã biết nó là nguyên tố gì? Nguyên tố sắt. Và chọn được đáp án là đáp án A. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành các cái bài tập buổi học ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại Kem ở các video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh học 247 nhé.